16. Phẩm tán đại thừa. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nói đại thừa ấy là tối tôn, tối diệu, vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Đại thừa như vậy ngang bằng với hư không. Thí như hư không có khả năng bao trùm vô số vô lượng vô biên hữu tình, đại thừa cũng vậy, có khả năng bao trùm vô số vô lượng vô biên hữu tình. Lại như hư không không đến không đi không trụ có thể thấy, đại thừa cũng vậy, không đến không đi không trụ có thể thấy. Lại như hư không khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được, đại thừa cũng vậy, khoảng trước sau giữa đều chẳng thể nắm bắt được. Ba đời bình đẳng nên gọi là đại thừa. Phật bảo thiện hiện: đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, Bồ Tát đại thừa đầy đủ vô biên công đức như vậy. Thiện hiện nên biết đại thừa như vậy tức là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Lại nữa, thiện hiện nên biết đại thừa như vậy tức là cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, vân vân. Lại nữa, thiện hiện nên biết đại thừa như vậy tức là tam ma địa kiện hành cho đến tam ma địa vô nhiễm trước như hư không, vân vân, vô lượng trăm ngàn pháp môn tam ma địa. Lại nữa, thiện hiện nên biết đại thừa như vậy tức là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Lại nữa, thiện hiện nên biết đại thừa như vậy tức là ba tam ma địa cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Lại nữa, thiện hiện nên biết đại thừa như vậy tức là pháp môn văn tự Đà La Ni, tất cả pháp môn Đà La Ni. Thiện hiện nên biết vô lượng vô biên công đức thù thắng như vậy đều là đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện ông nói đại thừa là tối tôn tối diệu, vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói. Vì sao? Thiện hiện, nếu dục giới là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Nhưng vì dục giới chẳng phải là chân như, mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Thiện hiện nếu sắc và vô sắc giới là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Nhưng vì sắc và vô sắc giới chẳng phải là chân như, mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Thiện hiện, nếu sắc là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, là có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Nhưng vì sắc chẳng phải là chân như, mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Thiện hiện nếu thọ tưởng hành thức là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Nhưng vì thọ tưởng hành thức chẳng phải là chân như, mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời người, A Tố Lạc, vân vân trong thế gian. Thiện hiện, nếu nhãn xứ là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc, là thật, có thường, có hằng, không biến, không dịch,
có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì nhãn xứ chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch, hoàn toàn không có thật tánh. Nên đại thừa này là tôn là diệu, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Thiện hiện nếu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn là diệu, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Thiện hiện nếu sắc xứ là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì sắc xứ chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn là diệu, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Thiện hiện nếu thanh hương vị xúc pháp xứ là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn là diệu, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Thiện hiện nếu nhãn giới là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì nhãn giới chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn là diệu, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Thiện hiện nếu sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn là diệu, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Thiện hiện nếu nhĩ giới là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì nhĩ giới chẳng phải là chân như mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường không hằng, có biến có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn là diệu, vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Thiện hiện nếu thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chân như, chẳng phải hư vọng, chẳng phải điên đảo, chẳng phải giả thiết, là chắc là thật, có thường có hằng, không biến không dịch, có thật tánh, thì đại thừa này chẳng phải tôn, chẳng phải diệu, chẳng vượt hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Nhưng vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc
cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là chân như, mà là hư vọng, là điên đảo, là giả thiết, chẳng phải chắc, chẳng phải thật, không thường, không hằng, có biến, có dịch, hoàn toàn không có thật tánh, nên đại thừa này là tôn, là diệu, vượt hơn tất cả trời, người, A-tố-lạc, vân vân trong thế gian.